chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì khoảng gần một tuần nay thì mình không ra clip cho mọi người xem được rồi. Thì ngày hôm nay theo tôi đề thì mình sẽ kể về những cái vụ việc rất đáng buồn của người Việt gây ra tại Nhật Bản. Thì trong khoảng một thời gian vừa qua thì có rất nhiều cái vụ trộm cắp tại Nhật Bản do người Việt gây ra. Thì những cái vụ việc này đã bị phía bên cảnh sát Nhật Bản phát hiện và bắt giữ. Thực sự thì những thông tin này đang gây xôn xao cộng đồng mạng người Việt ở Nhật và gây bất mãn cho người Nhật Bản. Theo điều tra của phía bên cảnh sát Nhật Bản thì cho đến ngày 26 tháng 10 thì có khoảng 670 con lợn bị đánh cắp, một con bê và rất nhiều các loại trái cây như dưa hấu và nho, khoảng 9.000 quả. Tiếp theo là khoảng 5.700 quả lê, thì tổng cái thiệt hại ước tính đạt khoảng độ 7 tỷ Việt Nam đồng. Thì ở clip ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật 5 cái vụ việc tiêu biểu và gần đây nhất. Thì sau đây thì mình sẽ cập nhật về cái vụ trộm đầu tiên là cái vụ trộm gia súc gia cầm, bao gồm 13 người Việt Nam bị bắt tại tỉnh Gunma. 13 người có độ tuổi từ 20 đến 39 tuổi, thì theo mình nghe nói thì có gồm cả nam và nữ. Thì hiện tại họ đang là những người cư trú bất hợp pháp và do họ hết hạn visa ấy. Có nhiều người hết hạn visa thì họ đã trốn ra ngoài họ làm. Thì thực ra vừa rồi là các bạn cũng biết đấy, dịch corona bên Nhật Bản cũng rất là nghiêm trọng, thì có rất nhiều người hết hạn visa mà không thể về nước được, không có các chuyến bay để về nước được, nên là họ đã trốn ra ngoài họ làm. Thì trong tổng số 13 người thì có 11 người thì đã thừa nhận cáo buộc, còn lại 2 người khác thì vẫn ngoan cố là phủ nhận. Thì trong 13 người thì có một thủ phạm chính, đó chính là Lê Tuấn Tú, 39 tuổi, là chủ một quán karaoke tại Nhật Bản. Thì theo thông tin cho biết, cảnh sát Nhật Bản nghi ngờ là tổng số vụ mất 670 con lợn được cho là nhóm này gây ra thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Sau khi kiểm tra phòng ở của đối tượng thì phát hiện các hóa đơn buôn bán lợn sữa, hoa quả và đã tịch thu súng ống mô hình, kiếm giả và các vật cụ khác tại khu nhà sinh sống của họ. Thì thật sự với mọi người là những cái vụ việc này xảy ra trong thời gian vừa qua ấy, thì gây rất nhiều tai tiếng cho người Việt. Người phía bên người Nhật ấy, người ta nhìn nhận hẳn khác về con người Việt Nam. Hồi trước ấy họ yêu quý mình bao nhiêu thì giờ họ ghét mình bấy nhiêu. Bởi vì quá nhiều cái vụ việc trộm cắp liên tiếp xảy ra do người Việt Nam. Mình không biết là có những người nước ngoài có gây ra hay không, nhưng mà cái tỷ lệ tội phạm người Việt Nam ở Nhật hiện tại bây giờ đang là đông nhất. Thì cái vụ mất cắp 670 con lợn sữa này thì không phải là trong một khoảng thời gian ngắn họ gây ra, mà trong khoảng một khoảng thời gian dài thì họ tổng hợp lại thì mất tổng cộng là 670 con lợn sữa. Đấy là khoảng thôi nhé, còn số lượng chính thức thì mình cũng chưa rõ. Thì đó là cái tin đầu tiên mình muốn cập nhật đến mọi người. Cái tin thứ hai thì là cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 4 người Việt Nam tại thành phố Ota của tỉnh Gunma vì tình nghi là mổ lợn trái phép tại căn hộ. Cảnh sát đang điều tra xem vụ việc này liên quan tới các vụ ăn trộm lợn gần đây hay không. Đối tượng bị bắt giữ là 4 thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam đều sống tại thành phố Ota. Và cảnh sát Nhật Bản cho biết 4 người này bị tình nghi là mổ lợn mà không có giấy phép tại căn hộ vào khoảng tháng 7 năm nay. Trong số 4 người này thì có một người bị bắt vào đầu tháng vì tình nghi là ăn trộm dưa hấu trong ruộng ở thành phố Ota. Thì đợt vừa rồi là có một vụ trộm dưa hấu, thì không biết mọi người đã xem qua hay chưa. Khi xét nghiệm căn hộ của những người này sinh sống ấy, thì cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều tảng thịt lợn và dao mổ. Ngoài ra cảnh sát cũng thu giữ được nhiều mẫu lông lợn từ phòng của những người này. Thì chắc mọi người ở Việt Nam thì mọi người không vào những cái trang nhóm fanpage ở Nhật Bản ấy, thì chắc mọi người không thể biết được. Bọn mình ở bên Nhật đấy thì có những cái trang web fanpage dành cho người Việt Nam ở Nhật Bản, do người Việt Nam nhập ra. Thì có một cái trang web là chuyên môn về bán hàng, bán từ quần áo đến đồ ăn, đồ uống, hoa quả các thứ ấy. Thì đợt vừa rồi là có rất nhiều người Việt là giao bán lợn quay, lợn sữa. Thì mình không hiểu lý do vì sao lại mùa họ lại có lợn họ bán. Thì mình đang tình họ người Nhật ấy, người ta đang nghi là những cái con lợn đó là do trộm cắp từ phía người nông dân Nhật Bản. Sau đó thì họ đã mổ lợn, họ quay và bán công khai trực tiếp trên mạng. Thì những cái hình đó ấy, thì phía bên điều tra cảnh sát Nhật Bản ấy đã ghi lại những hình ảnh, đã lưu lại những hình đó và phát trực tiếp lên thời sự của Nhật Bản luôn. Và vẫn viết rất nhiều các cái bài báo về những cái vụ bán hàng, bán lê, rồi là bán táo, rồi là những cái vụ lợn quay bán trực tiếp công khai trên mạng. Thực sự mọi người ấy, thì ai cũng sang bên đây chủ yếu là vì kinh tế thôi, vì cái tương lai tốt đẹp của mình. Thì sang bên đây thì mọi người cũng nên biết điều một chút, bởi vì mình đang sống ở bên nước bạn, sống ở bên đất nước Nhật Bản. Bọn chúng mình ở đâu thì mình phải theo đó. Thực sự thì con người Nhật Bản ấy thì họ sống rất là văn minh. Họ rất ít khi là xảy ra những vụ trộm cắp, không phải là không có, Nhật Bản không phải là không có những người trộm cắp, không có những vụ trộm cắp, nhưng mà cái tỷ lệ đó là rất nhỏ, nhỏ cực kỳ luôn. Thì từ lúc sang bên Nhật Bản đến giờ thì được 2 năm mình cũng chứng kiến, mình cũng đã được xem rất nhiều các cái vụ là người Nhật người ta ăn trộm đồ của người Việt Nam. Nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là nhỏ, cũng có chứ không phải không có, người Nhật cũng ăn trộm đồ của người Việt Nam mọi người nhé. Tiếp theo là một vụ việc gây chấn động người Việt ở Nhật Bản của 5 người Việt Nam. Trong đó có Đào Văn Bút, 32 tuổi, đã mở một sòng bài bất hợp pháp và được mở tại một căn phòng thuộc khu chung cư tại thành phố Osaka vào tháng 8 năm 2020. Thì theo thông tin báo chí đưa ra thì nhóm người này đã tạm giữ một người Việt Nam 26 tuổi
là một con bạc. Theo cảnh sát điều tra thì Bút đã tổ chức trò đánh bạc kiểu sóc đĩa và kêu gọi những người Việt Nam tham gia qua mạng xã hội. Sau đó thì tiếp tục cho các cái con bạc tham gia vay tiền. Nếu mà họ thua, không có khả năng chi trả thì họ bị giam giữ và đánh đập. Thì theo thông tin từ phía bên cảnh sát Nhật Bản Osaka cho biết thì do người này không trả lợi được khoản nợ 9 triệu yên, khoảng 1,9 tỷ Việt Nam đồng, đồng thời đã dọa dẫm tao bắt gia đình mày phải trả. Nhóm này cũng gọi điện về cho gia đình con bạc Việt Nam dọa nếu không trả tiền thì sẽ giết và đồng thời chặt đứt ngón tay của con bạc. Cầm đầu nhóm tội phạm này đã bị bắt nhưng vẫn giữ im lặng. Tuy nhiên còn một thanh niên nữa tên Tạ Văn Tùng, 28 tuổi, là đồng lõa với Bút, hiện vẫn đang lẩn trốn. Hiện tại thì thanh niên này đang bị phát lệnh truy nã toàn quốc trên Nhật Bản. Thì mình cũng không ngờ là toàn những cái con người Việt Nam bên nhau cùng xa nhà làm ăn thế này, sang đây cho vay nợ họ không trả được, cuối cùng là chặt đứt ngón tay của họ đi, rất là man dợ. Vụ tiếp theo là vụ 10 người Việt Nam tại tỉnh Gunma với nghi vấn là nhập lậu ma túy vào Nhật. Thì vào ngày 27 tháng 10 thì phía bên cảnh sát Nhật Bản của thành phố Isesaki của tỉnh Gunma đã thực hiện bắt giữ 10 người Việt Nam với cáo buộc nhập lậu ma túy và chất kích thích. Người được cho cầm đầu nhóm người Việt là Nguyễn Đình Đức, 25 tuổi. Thì phía bên cảnh sát Nhật Bản đã phát hiện ma túy dưới miếng lót giày trong các thùng hàng được gửi từ sân bay Narita. Sau khi tiến hành điều tra thì phát hiện ra nhóm người Việt trên. Tiến hành khám xét nhà của đối tượng thì cảnh sát thu thêm được nhiều hàng tráng thuốc lắc. Hiện Đức đã nhận tội, 9 người còn lại đã phủ nhận cáo buộc. Đức sang Nhật với tư cách là thực tập sinh nhưng do dịch Covid nên gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Vì tình hình dịch khó khăn nên mỗi tháng lương của Đức rất là thấp, vì vậy Đức đã bán đồ lầy từ tháng 5 để kiếm thêm thu nhập. Thì đợt vừa qua về cái tình trạng dịch Covid bên Nhật thì nó xảy ra rất nghiêm trọng. Đến cái thời điểm hiện tại thì có hơn 100.000 ca mắc tổng dân số Nhật Bản. Thì do cái gì bệnh Covid kéo dài nên là dẫn đến cái nền kinh tế của Nhật Bản nó bị sa sút. Rất nhiều công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp bị hết việc hoặc không có việc, có khi nhiều công ty bị phá sản. Ngay bản thân công ty mình, cái đợt dịch Covid vừa rồi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Tầm khoảng 3 tháng trời là phía bên công ty mình là không có việc, cho mình nghỉ suốt đấy. Một tháng chỉ làm có 4 buổi thôi, một tháng làm có 4 công. Đấy là phía bên công ty mình vẫn có việc, người ta vẫn tạo công ăn việc làm cho anh em mình để đi làm có tiền để chi tiêu. Còn có rất nhiều công ty khác, nhiều công ty thì bị phá sản, có nhiều công ty thì không có việc thì họ cũng hỗ trợ, chỉ hỗ trợ được tiền ăn thôi. Nên là cái dịch Covid vừa rồi thì đã gây ra rất nhiều các cái khó khăn không những cho người Nhật mà cho cả người Việt ở Nhật nữa. Thì cái vụ việc mới đây nhất là vào ngày mùng 2 tháng 11 tại vườn táo thuộc tỉnh thị trấn Shiga của tỉnh Iwate đã phát hiện thêm một việc trộm táo với số lượng 6.000 quả, thiệt hại khoảng 120 man, khoảng độ 265 triệu Việt Nam đồng. Theo cảnh sát điều tra cho biết, thực tập sinh này tên Phạm Công Nãm đã bỏ trốn ra ngoài công ty ở tỉnh Shiga và đến Iwate để xin việc. Nhưng gần đây công ty không có thuận tiện lợi nên là công việc không có để làm, nên đã nảy sinh ý định ăn trộm. Tại hiện trường thì có rất nhiều dấu vết của việc dùng lực mạnh để bẻ gãy cành cây, dùng thùng nhựa úp ngược để làm bè đỡ và xuất hiện nhiều dấu lốp xe tải hàng nhẹ, chắc là dùng để chở táo. Đấy thì mọi người cũng để thấy cái hệ lụy của dịch Covid nó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, nhất là đến kinh tế và đến con người. Thì dịch Covid ập đến thì có rất nhiều người gặp khó khăn, thì họ không có công ăn việc làm, họ phải đi ở nhà bạn bè, người thân. Nhưng mà không ai có thể là nuôi mãi, không ai có thể là cho ở mãi được, bởi vì là họ có thể lưu lạc cả năm trời, 6-7 tháng trời bên Nhật Bản luôn. Thì mọi người cũng biết cái đợt dịch vừa rồi ấy, thì có rất nhiều các cái chuyến bay bị hủy từ phía bên Việt Nam sang Nhật Bản và từ phía bên Nhật Bản về Việt Nam. Bởi vì do là cái tình hình dịch Covid, đâm ra là phía chính phủ hai nước họ đã ngừng cung cấp các cái chuyến bay. Bởi vì là không có các chuyến bay về nước ấy, họ không có công ăn việc làm, họ không có tiền chi tiêu. Đâm ra là họ ra nghĩ ra rất nhiều trò, họ đã đi trộm cắp để xảy ra những cái hệ lụy như ngày hôm nay. Theo thông tin mình tìm hiểu trên báo mạng ấy, thì tính thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ trộm cắp, những người trộm cắp bên Nhật Bản ấy, là trong đó Việt Nam đứng top đầu, đứng top đầu trên thế giới những người sang những cái nước mà có người sinh sống tại Nhật Bản luôn. Thì bởi là có rất nhiều các cái vụ trộm cắp gây ra ấy, nên là phía bên người Nhật Bản ấy rất nhiều nơi là có những cái vụ trộm cắp do người Việt gây ra ấy, họ đã ghi những cái biển báo bằng tiếng Nhật, rồi bên cạnh người ta memo bằng tiếng Việt ra để cho người Việt đọc cấm trộm cắp. Rồi có nhiều người thì ấy, ý thức của người Việt Nam mình thực sự sang bên này rất nhiều người rất là xấu luôn. Họ chơi đi trên tàu điện hay đi ô tô hay xe buýt ấy, họ kiểu là nói oang 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 như cỡ bên Việt Nam mình luôn. Bên Việt Nam mình thì hay có thói quen là đi đường hay đi ra chợ hoặc là đi trên tàu xe là họ nói rất to. Nhưng bên Nhật Bản ấy, người ta cũng có nhiều người ý thức không tốt ấy, nhưng mà đa số là họ ý thức của họ là giữ im lặng, không gây ồn ào trên các cái nơi công cộng. Đấy thì có một lần là mình đi xe taxi thì mình nhìn thấy cái biển báo là người Việt Nam cấm nói to trên xe, họ ghi bằng tiếng Việt Nam luôn. Ở cái thời điểm hiện tại thì có rất nhiều tỉnh có những người Việt Nam trộm cắp, họ đã dán rất nhiều các bản biển báo
cấm trộm cắp bằng tiếng Nhật ở các siêu thị, các cái cửa hàng, rồi là các cái quán ăn. Thật sự mọi người, là một người Việt Nam, là một con người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản đấy, khi mà mình đi gặp được những cái cảnh mà biển báo bằng tiếng Việt cấm trộm cắp ở đây, thực sự mọi người nhìn cái biển rất là buồn, mình cũng không dám nhận mình là người Việt Nam luôn. Bản thân mình thì mình rất tự hào mình là người Việt Nam, nhưng tại sao mình lại nói là không dám nhận mình là người Việt Nam? Bởi vì khi mình nói tôi là người Việt Nam đấy, thì ngay phía bên Nhật Bản, người Nhật Bản thì người ta ngay lập tức là phản ứng mình là người Việt Nam là những cái bọn trộm cắp đấy. Nên hồi trước ấy, khi mình bắt chuyện, mình nói chuyện với người Nhật ấy, thì mình đều kêu là cháu là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam, mình là người Việt Nam. Nhưng thời điểm hiện tại thì mình ra đường chắc chắn một điều mình không bao giờ mình nói Watashiwa Metomu Jindes, không bao giờ mình nói luôn. Thì cũng cùng chiều ngày mùng 2 tháng 11 thì cảnh sát tỉnh Saitama cũng thông tin về một vụ trộm vịt tại thành phố Kuki. Được biết thì trại chăn nuôi có khoảng 135 con vịt, loại vịt lai giữa vịt nhà và vịt trời. Thì vào ngày 31 tháng 10, trang trại đến cho vịt ăn thì tá hỏa phát hiện là 100 con vịt đột ngột biến mất. Thì nghi vấn là một vụ trộm cắp đã xảy ra, nên ông chủ quyết định báo cáo cảnh sát thành phố Kuki. Thiệt hại ước tính khoảng 30 man, khoảng độ 62 triệu tiền Việt Nam. Nhưng hiện tại cái vụ này thì chưa rõ là người nước nào ăn trộm, nhưng mà thực sự là người Nhật Bản hiện tại thì do cái người Việt Nam gây ra rất nhiều cái vụ trộm cắp bên Nhật Bản, người Nhật Bản ấy họ vẫn luôn nghĩ đó chắc là người Việt Nam. Bè tôi là Mujin này cả, người Việt Nam đúng không? Đấy, họ có rất nhiều cái câu nói, họ comment, họ đặt ra, họ khẳng định đó là người Việt Nam. Nhưng bởi là chưa có những thông tin chính thức ấy, nhưng rất nhiều người Việt Nam phản đối là chưa có thông tin chính thức thì đừng nên nói là người Việt Nam. Nhưng đợt vừa rồi thì phía bên cảnh sát lại phát hiện một cái bài đăng nữa là do người Việt là giao bán vịt ở trên các cái trang cộng đồng mạng người Việt ở Nhật. Thế là người Nhật người ta lại ghi lại được cái cảnh đấy, người họ lại bắt đầu nghi ngờ. Thì từ nãy giờ là mình đã cập nhật cho mọi người là 5 cái vụ gần đây nhất, mới đây nhất mình đã cập nhật đến cho mọi người. Thực ra thì từ trước đến giờ còn rất nhiều những cái vụ nữa nhưng mình không thể cập nhật được. Mình chỉ cập nhật ngắn gọn để cho mọi người hiểu rõ hơn những cái thông tin này. Bởi vì thực sự là những thông tin này, những người Việt Nam ở bên Nhật Bản ấy thì họ hiểu rất rõ, họ biết rất rõ luôn. Bởi vì hàng ngày được nghe những thông tin này trên đài báo, rồi là trên Facebook. Thì cái clip này mình tạo ra có ý nghĩa gì? Mình muốn cho mọi người hiểu hơn về những cái vụ việc mà người Việt đang gây ra tại Nhật Bản. Mình thì sang Nhật Bản tới thời điểm hiện tại thì cũng được độ khoảng gần 2 năm rồi. Đến 20 tháng 11 này là mình được tròn 2 năm tại Nhật Bản. Thì cũng khoảng 1 năm nữa là mình sẽ về Việt Nam thôi. Thì mình vẫn đang dự tính là quay lại Nhật Bản đấy. Thì thực sự là những cái vụ việc này xảy ra thì giờ hiện tại là phía bên Nhật Bản, người Nhật Bản ấy, người ta đã đề phòng cảnh giác người Việt Nam rất là nhiều. Thì những cái vụ việc này xảy ra thì gây thiệt hại cho những ai? Gây cho những cái ánh mắt nhìn không tốt của người Nhật và người Việt Nam tại Nhật Bản. Thứ hai nữa là sẽ khổ những cái người về sau, gọi là những người cô hai, là những người đi sau ấy, những cái bạn mà sắp sang Nhật, những cái bạn là tương lai sẽ sắp đến Nhật. Thì có lẽ là mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Nếu quý và thích video thì đừng quên bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.